và giám đốc trung tâm Thúy Nga, cô Marie Tô Ngọc Thủy. Con chào chú, em chào chị. Chào cháu, xin kính chào quý vị khán thính giả bốn phương. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình. Thì Paris by Night 133 phải nói là thành công rất là rực rỡ và khán giả tới rất là đông. Thì nếu mà để được cho chú một cái giây phút mà chú cảm thấy là hạnh phúc nhất trong hai ngày diễn ra chương trình đó, thì chú sẽ chọn giây phút nào? Cái hạnh phúc nhất của 30 năm là nhìn khán giả xếp hàng đi vào rạp. Dạ đúng rồi. Tại vì nó cô Thủy đây ngồi làm việc với tôi đã 30 năm, chưa có một cái show nào bán vé nhanh và nhiều như thế. Dạ. Thường thường cháu nhớ là trước đây mình thu hình ngay ở San Jose hay là Long Beach hay là các nơi là 3.000 người hoặc hơn 3.000 người mà mình làm có một suất. Chỉ có Shrine Auditorium là 6.300 người nhưng cũng chỉ có một suất. Yeah. Đây lần đầu tiên một cái rạp hơn 7.000 người mà hai suất bán rất là nhanh, mà bán trước khi ra vé nữa. Chú cho là một hiện tượng, chú ngồi chú suy nghĩ, chú bảo ủa, tại sao một ông già 77 tuổi mà retire mà người ta lại đến đông như thế này. Chính chú ngạc nhiên không hiểu. Khi mà chú ở bên đó, chú phone sang chú Nga để chú hỏi cháu vé cho cô Diệp, xã chú với một vài người bạn, thì chú nghe nói là bán vé gần hết rồi. Singapore. Yeah. Thì có ba cô từ Nhật bay sang. Yeah. Nhưng mà ba cô đó là vì có cửa tiệm cho nên là mua vé máy bay sát giờ trình diễn. À dạ đúng rồi. Cho nên là đến nơi thì